哎，你别剃了，你别剃了啊！你会不会剪啊？你放心吧，我还托你二哥。看，这就是当今新流行的叫什么狼牙，明白没有？这叫设计，你这小年轻你都没经历过。这都是当今最流行的，哎，你一会儿你先不用看，你先闭眼睛，你先不用看，闭眼睛。哎，你别剃了，别剃了。不，你听我说，就真正的发型师，前期你看到的是混乱的，后期才是精品，慢工出细活，你别着急啊。来，闭上眼睛。哎，你干嘛呀？啊？别剃了，老板。đó bạn, cho các bạn đã xem một cái video mà các bạn mình chúng ta vừa xem ở trong màn hình ở đây, thì chắc chắn là các bạn sẽ hiểu một điều rằng là tại sao mà mình nên học và mình nên học cái gì. Trước tiên thì ở đây có rất là nhiều anh em hỏi rằng là mình nên học ở đâu và nên bắt đầu từ đâu, thì hôm nay Khánh xin giải đáp với tất cả mọi người một điều rằng như này. Nếu mà bạn mới bắt đầu vào nghề thì chắc chắn các bạn sẽ còn rất là mông lung, chưa biết đi đâu về đâu và định hướng như thế nào và tìm những cái nơi nào để học. Thì chắc chắn là ở ngoài kia có rất là nhiều anh em chia sẻ rất là nhiệt tình, cũng có một số anh em làm nhiệt tình, một số anh em thì mình không rõ. Nói chung thì các bạn cảm thấy là mình học ở đâu, học với ai, cảm thấy phù hợp với mình thì các bạn cứ học thôi. Còn bạn nào có tin tưởng vào ai thì các bạn cứ tin tưởng vào người đấy thì các bạn cứ học thôi. Nhưng mà mình khuyên các bạn một câu như thế này này, nếu mà các bạn nào mà xác định học nghề barber này thì chắc chắn là các bạn phải tìm hiểu thật kỹ rồi các bạn mới bước chân vào học nhá. Chứ không thì các bạn sẽ, thứ nhất là mình mất thời gian, thứ hai là mình mất tiền. Mà chúng ta mất tiền chúng ta còn có thể học và tìm lại được, còn mất thời gian thì không nha các bạn nha. Còn đối với các bạn là học nâng cao thì chắc chắn là các bạn sẽ hiểu nắm rõ hơn một chút, đó chính là mình biết cơ bản rồi thì mình học nâng cao thì chủ yếu là học với ai và những cái nâng cao đấy thì mình có thể áp dụng được hàng ngày hay không, và những cái mình học đấy thì có thực sự là mang lại cho mình được một cái tay nghề tốt hơn hay không và những cái kỹ năng tốt hay không. Thì hôm nay thì Khánh sẽ giải đáp tất cả thắc mắc cho tất cả anh em ở đây. Đó chính là các bạn, nếu mà các bạn xác định học về nghề tóc nam, chuyên nam ấy, thì các bạn phải xác định một điều rằng như thế này này. Đầu con người ấy không phải ai nó cũng tròn, ai nó cũng tròn vo đều như nhau ấy. Nên là các bạn trước khi mà các bạn học thì các bạn nên hiểu một điều rằng là tìm một người nào thầy nào đó mà người ta có tâm ấy là một điểm nhá. Thì thứ hai phải nắm rõ cách cắt và những cái đường cắt như thế nào để cho nó nhìn nó sắc nét. Thì thứ ba phải làm thế nào để cho nó cân bằng nhất có thể mà không bị đầu bị lõm này, mà không bị thừa, không bị thiếu nhá. Điều này rất là quan trọng luôn. Thì thứ hai phải nắm chắc lý thuyết. Thì thứ ba cắt xong ấy thì không chỉ mình nhìn mà đẹp mà còn phải khách hàng nhìn đẹp, rồi phải là thật sự tinh tế về tỉ mỉ từng chút một thì các bạn mới làm ra được một cái sản phẩm nó đẹp đẹp nha mọi người nhé. Chứ còn đối với cắt gọi là cắt để ra một cái form đầu gọn gàng ấy thì chắc chắn là ai cũng có thể cắt được thôi, ai học rồi cũng có thể cắt được. Bản thân của các bạn không biết các bạn nghĩ như thế nào, còn đối với mình thì mình cảm thấy là nếu mà các bạn nào mà xác định học barber ấy mà các bạn chỉ nghĩ là cắt theo các thầy đi trước, chỉ bảo đến cái khâu này thì các bạn mở lưới, đến khâu này các bạn đóng lưới, rồi đến khâu công đoạn này thì các bạn lại bảo đi cứ một hoặc là cứ hai hoặc bữa ba gì đấy, bốn gì đấy. Nói chung thì có rất là nhiều cái vấn đề xảy ra ở đây. Đó chính là các bạn mà làm theo như thế thì chắc chắn các bạn một điều với các bạn một điều rằng này, cắt dập khuôn thì không bao giờ là đẹp cả. Bởi vì hình dung ở đây ấy, như đầu video mình có nói là đầu con người không phải ai nó cũng tròn như nhau, chất tóc không ai giống nhau, form đầu không ai giống nhau, nên là bài cắt không thể nào áp dụng từ đầu người này sang người khác được. Nhấn mạnh một câu là như này, đầu của người này mình nhìn trên
trên hình ảnh, trên video hoặc là trên mạng xã hội bất kỳ nào có một cái form đầu đẹp, mấu tóc đẹp, ừ, khách hàng người ta đến đây bảo anh ơi cắt cho em kiểu đầu y hệt y đúc như này, thì các bạn cũng ừ cho đi cắt theo y đúc như này, đến cái cuối cùng cái kết quả ra không giống như mình mong muốn, không giống như khách hàng mong đợi, thì lúc đó mình, thứ nhất mình sẽ bị áp lực là mình không làm được tốt, cái thứ hai khách hàng người ta sẽ không tin tưởng bạn nữa. Điều này rất là quan trọng luôn. Còn nếu mà bạn nào mà còn yếu ở phần nào thì các bạn có thể liên hệ với Khánh, Khánh giải đáp tất cả mọi thắc mắc. Còn có thể đi đến tận cửa các bạn để chia sẻ với các bạn. Nếu mà bạn nào có nhu cầu, alo cho Khánh. Khánh chia sẻ tận tâm, không ngưng, các bạn không phải mất một đồng nào tiền cả. Ok không? Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em những video tiếp theo. Nếu mà các bạn cảm thấy hay thì các bạn nhớ like và bấm theo dõi để chúng ta cùng nhau phát triển, chúng ta cùng nhau thảo luận vấn đề, rút ngắn thời gian học, rút ngắn được quá trình mình làm việc hàng ngày nha mọi người nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Và đừng quên bấm theo dõi và bật chuông để thông báo trước khi Khánh có video và có những cái video chia sẻ mới nhất dành cho tất cả mọi người nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.